Xin kính chào quý vị. Hải Cao Minh đang có mặt ở đường Đồng Nai thuộc khu cư xá Bắc Thể, Sài Gòn. Sáng ngày 18 tháng 12 2017. Sáng ngày thứ hai đầu tuần, chúc quý vị tuần lễ Giáng sinh an lành, đầy năng lượng, nhiều niềm vui, bình an, hạnh phúc quý vị. Trời Sài Gòn sáng nay bỗng dưng lạnh, nhiệt độ khoảng 20 độ C. Và đây là cái ngày lạnh đầu tiên ở Sài Gòn trong năm 2017. Bà con ra đường bắt đầu mặc áo lạnh để gì? Người Sài Gòn chỉ khoe được áo lạnh khoảng 2 tuần mùa Noel này thôi, sau đó là ship áo lạnh vô tủ đợi Noel năm sau. Ở ngoài Bắc nhiệt độ xuống 10 độ C, nhiệt miền núi Sapa là có thể 0 độ đó. Ở nơi lạnh nhất Việt Nam. Thì là còn đúng một tuần nữa là tới Noel cái gì ha. Đây là đường Tô Hiến Thành đấy. Bên tay trái là siêu thị Bixi, rồi phải đây là đường Sư Văn Hạnh. Viện tim xe không đã ôm cái gì ráp hai cái tay phải chống trên hai cái đùi á để tránh va đập cái gì, hiểu không? Còn những cặp yêu nhau là không có để xa vậy, vậy ôm sờ nẹo gì đó. Tại vì chạy Honda thắng á là bao giờ cái người sau cũng đè lên người phía trước. Phụ nữ người ta rất kỵ cái chuyện đó với người lạ đó. Còn ngồi mà hai cái tay tròn ra làm sao, vòng ra làm sao để vịn cái yên xe là Việt kiều hoặc là người nước ngoài, sợ té.
Rồi, đây có cái công trình construction lớn hay gì? Sáng công nhân ăn sáng rồi vỉa hè ngồi để vô lao động nè. Rồi, ngã tư phía trước là cắt ngang là đường 3 tháng 2. Ngày xưa là Trần Quốc Toản gì? Rẽ phải là về chợ cá Trần Quốc Toản Nguyễn Duy Phương á. Bữa trái là về ngã 6 Dân Chủ. Chùa Ấn Quang hay gì? À, nơi Hoàng bà xã. Rồi, phía trước gì đây là ngã tư với đường Ngô Gia Tự. Ngày xưa là đường Minh Mạng. Dọc theo đường này nổi tiếng bán tủ bàn ghế đồ trang trí nội thất đó gì. Không phải là chùa Trấn Quốc nè.
bên phải là đường Hoàng Hảo. Ok, thank you. Hẹn gặp lại gì clip tiếp theo. Bye bye.